Suốt ngày chỉ vẽ những thứ linh tinh này. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng bất ngờ bị anh ta xen ngang. Nhưng trước khi đi, Alan đã tặng cô bé một món quà. Để có thể tiếp cận anh ta, trước tiên cần phải lấy lòng con gái của anh. Và những hành động tử tế của Alan thực sự đã giành được tình cảm của hai bố con họ. Người đàn ông chân thành và hiền lành này nhìn vào số tiền mà cô để lại, đã ngây người ra mất một lúc lâu. Và trên đường về, Alan bất ngờ gặp được căn sinh bị bỏng do vụ cháy. Tiểu Quyên, tại sao lại lừa dối anh? Cậu là ai vậy? Có nhận nhầm người không đó? Sao em lại làm vậy? Tất cả bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Sao em lại lừa anh? Anh muốn đi tù đúng không? Đi mau, Tiểu Quyên, anh xin em. Tiểu Quyên mau lên xe. Tại sao em lại trả anh mặt dây chuyền mà anh đã tặng em? Mau lên xe. Người trông như tài xế lái xe này thực ra là một tên côn đồ trong băng. Alan bất lực nhìn căn sinh tội nghiệp bị đánh tàn nhẫn trên đường, miệng cậu nôn ra máu. Và đây là lần cuối cùng mà căn sinh có thể nhìn thấy vợ mình. Căn sinh đã chết một cách đáng thương như vậy. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Alan không biết được rằng căn sinh đã mất vào lúc đó. Sáng sớm, các bà mối từ các làng khác nhau đã cùng đến tiệm sửa xe của Chí Hồng. Nghe tin sắp được đi xe mắt, Chí Hồng lúc này rất hào hứng, còn tất bật chạy về nhà bắt đầu dọn dẹp. Con gái anh thường xuyên viết chữ lên tường, bởi vì đây đã là buổi xem mắt thứ 8 của anh rồi. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Alan, Chí Hồng vô cùng ngạc nhiên. Anh không thể tin đó lại là cô gái mình thích. Anh cũng không hề biết đây là sự sắp đặt. Sau khi tâm sự, hai người rất hợp nhau. Alan còn chu đáo chuẩn bị cho anh ta một lọ kem dưỡng da tay. Cô nói rằng tay của anh đang bị nứt, cần phải thoa kem dưỡng. Chỉ là sự quan tâm nhỏ cũng đủ làm anh hạnh phúc. Khi về nhà, anh liền nói với con gái, lần đi xem mắt này, chính dì Lan đã tặng quà cho anh ta. Nhưng cô con gái đã vứt món quà của Alan đi. Chẳng bao lâu, Chí Hồng cũng gặp gỡ với gia đình Alan. Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Người mai mối này không biết có ý gì. Mới gặp nhau vài ngày mà bà đã giục anh mau hỏi cưới Alan. Chí Hồng có chút khó hiểu, nhưng bà ta lại nói rằng người muốn cưới Alan đang rất nhiều. Nếu anh ta bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn lần sau.